Phương pháp bón phân mới cho cây mãng cầu nuôi trái lớn nhanh, khỏe đẹp. Chào bà con, hiện tôi đang có mặt ở vườn mãng cầu nhà anh Linh ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con bón phân cho cây mãng cầu và giai đoạn nuôi trái. Bà con lưu ý, quy trình này sử dụng phân bón hòa tan cho hệ thống tưới, giúp tiết kiệm nước, hạn chế thất thoát phân bón và tăng năng suất chất lượng cây trồng. Quy trình bón phân gồm 3 giai đoạn chính: 20 ngày sau tuốt lá, bón Zara Rega 18-4-19 khoảng 100g một cây, cộng với Zara Terra Cancinit khoảng 70g một cây để cây đậu trái tốt, bộ lá khỏe. Giai đoạn 45 ngày sau tuốt lá, bà con bón Zara Rega 13-4-25 khoảng 150g một cây, kết hợp với Zara Terra Cancinit khoảng 70g một cây. Ngoài ra, để cải thiện sức khỏe đất và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cây, bà con nên bổ sung thêm phân bón hữu cơ Zara Suna khoảng 2 tấn trên 1 hectare và rải vòng quanh tán cây. Tới 60 ngày sau tuốt lá, bà con sử dụng Zara Rega 13-4-25 khoảng 200g một cây, kết hợp với Zara Terra Cancinit khoảng 70g một cây và áp dụng tỷ lệ này cho các lần tưới giai đoạn 75 ngày sau tuốt lá, 90 ngày sau tuốt lá và tưới 105 ngày sau tuốt lá. Việc cân đối dinh dưỡng tỷ lệ đạm và kali 1:2 giúp cây mãng cầu cho trái lớn nhanh, mắt sáng, năng suất cao, chất lượng tốt. Ngoài ra, bà con lưu ý để đạt hiệu quả cao, bà con nên tưới riêng từng loại phân chứ không nên phối trộn chung. Hiện tại tôi đang dùng phân bón Zara được 3 năm. Phân hòa tan tốt, dễ hấp thu, năng suất cao, trái màu lớn, to, bên màu đẹp. Bà con thân mến, việc sử dụng phân bón qua hệ thống tưới cho các loại cây trồng đang là xu hướng của sản xuất nông nghiệp bền vững hiện nay, giúp hạn chế thất thoát phân bón, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Nếu có thắc mắc, bà con truy cập website zara.vn hoặc nhắn tin trên Facebook, Zalo Zara Việt Nam để được giải đáp.